hôm nay mình sẽ tiếp tục review một món nữa. Các bạn có thể thấy đây đó chính là xoài sống nha các bạn nọ. Các bạn có thể thấy đây là dĩa xoài sống, xoài non nha các bạn nọ. Nhìn đã không? Bạn nào thích ăn sống này, các bạn thích, mình cực kỳ thích món này luôn. Xoài sống, xoài non, quá ngon luôn nè. Hôm nay mình sẽ review hai loại đồ chấm, coi coi là món nào nó sẽ hợp hơn. Đấy, đầu tiên đó chính là chén muối ớt. Chén muối ớt nè, đã lắm bạn ơi. Tiếp theo đó chính là dĩa muối. Nè, các bạn thấy hay, món này khá là vàng luôn. Ok, thì hôm nay mình sẽ review xoài nha các bạn. Đây, ây da các bạn ơi, đây, rồi ok. Đây, đây là cái miếng xoài sống của chúng ta, xoài non của chúng ta. Đấy, nhìn khá là đã luôn. Mình không biết là hôm nay mình sẽ chấm, bây giờ mình sẽ chấm món gì, loại chấm gì trước. Ok, mình sẽ quyết định là mình chấm với lại chén muối ớt trước nha các bạn. Các bạn coi nè, chén muối ớt xoài mình non rồi. Đây, mình sẽ cho các bạn coi. Đây, nhìn đã phết luôn. Nhìn xoài non nhìn xanh phết. Rồi bây giờ mình ăn nha bạn. Mình mời bạn ăn nha. Quá ngon luôn các bạn. Cái gì của nó, cái này á, nó là có gì hơi ngọt thôi, và nó hơi chua chua kèm thêm cái vị muối ớt, nó vừa mặn mặn mà nó vừa cay cay nữa bạn. Nó khá là đã luôn, mấy gì đó hòa hợp lại rất, nó rất là gọi là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ cho, mình sẽ mời bạn ăn với mình thêm miếng nữa nha. Rồi mình ăn nha. Quá ngon luôn á. Và nó khá là nhiều nước luôn. Ok, mình nghĩ bây giờ mình sẽ chấm thử với lại muối Tây Ninh. Xoài non chấm với muối Tây Ninh để coi là nó có hợp hay không, nó có ngon hay không. Hay mình đang chấm rồi. Ôi các bạn có thể thấy cái dính mình chấm quá đã luôn các bạn. Ok, mình mời các bạn ăn xoài non chấm với xoài sống á, chấm với muối Tây Ninh, thử coi là nó có ngon hay là nó có gọi là hợp hơn hay không nha bạn. Ok, mình ăn nha. Mình thấy á nè các bạn, cái muối này nó chỉ hơi mặn mặn thôi, ngon mặn thì nó là muối mà, nhưng mà mình không biết, hình như ở trong đấy người ta có trộn đường cho nó hay sao á. Mình thấy nó ngọt ngọt mà không phải là do xài, tại vì xài mình cũng ăn giống cái kia à, nhưng mà ở đây là nó sẽ ngọt, là cái vị ngọt của muối nè, mặn là của muối Tây Ninh, muối tôm. Và nó
Bây giờ á, mình sẽ mời bạn ăn chung với mình thêm miếng nha. Lần này mình sẽ chấm phủ luôn nha. Chấm thêm nhiều muối nó càng mặn mà nó cũng càng ngọt hơn nữa. Mình không biết là do cái muối này hay là do xoài nữa. Rồi bây giờ mình sẽ thử ăn không, mình không có chấm gì hết nha các bạn. Ok. Chua bình thường. Chua ghê. Chua lắm mẹ. Ăn nhưng mà ăn ngon. Ok, bây giờ mình mới nghĩ ra. Bây giờ mình sẽ thử chấm. Cái món này là cái món mà mình mới vừa tự nghĩ ra luôn nha mày. Thử lấy cái cây xoài dài này, sau đó mình sẽ chấm với muối tôm, muối Tây Ninh và còn thêm cả muối ớt vô nữa để coi coi cái vị nó ra sao nha mày. Cái món này mình tự nghĩ ra luôn. Nó vừa mặn, ngọt ngọt mà nó vừa cay cay. Thêm vị chua chua luôn. Tuyệt vời. Cay quá. Thêm muối nha, mình chấm xoài với muối ớt, muối Tây Ninh nữa. Cũng ăn khá là ok luôn đây. Khá ngon mà. Nhưng mà cay quá. Để mình uống một tí nước nha bạn. Rồi ok. Bạn, bây giờ theo như mình thấy á, đây nó đỏ đỏ các bạn ha. Nó đỏ đỏ. Ờ các bạn. Má. Mình nghĩ là nó sẽ mặn hơn muối tôm. Tại vì ở trong đây á, cái thành phần muối là nó sẽ nhiều hơn là trái ớt các bạn. Lỡ mình cũng không biết là món nào nó ngon hơn à, để mình ăn thử. Ừ.
Muối á mình thấy nó bình thường mà. Muối to nữa rồi. Theo nãy giờ mình ăn á, theo nãy giờ mình vừa ăn mình vừa nói làm sao thì mình thấy á là cái muối tôm, cái muối tôm nha bạn, là nó sẽ ngon hơn là cái muối ớt này. Bạn nào có hứng ăn cay á thì có lẽ như là các bạn thích muối ớt này hơn. Mà ở clip trước mình nói mình thích ăn cay, mình cắt ớt luôn á, thì cái đó mình cũng thích ăn cay thiệt các bạn. Nhưng mà có cái là muối nó sẽ mặn hơn là cái muối muối tôm này. Nên mình nghĩ cái dĩa muối tôm này sẽ là người chiến thắng. Và mình nghĩ cái món mà xoài ngon chấm với tương muối ớt mình sẽ chấm cho 8.5, còn xoài non chấm với muối tôm mình sẽ chín, chấm cho nó là 9.5 nha mày. Mẹ nó kỳ á, mình nói mình chấm cho món này 9.5 mà khúc cuối mình ăn mình lại chấm như này. À thôi, coi như là khúc đó các bạn chưa thấy gì đi, mình thích muối này hơn muối tôm nha. Đậu quá, khá là nhiều nước luôn. Xoài nãy khá là nhiều nước luôn. Ở đây mình còn nguyên một dĩa xoài, đảo quá trời. Subscribe để ủng hộ mình làm ra những video mới và khác nhất. Về mình review những món ăn khác nữa cho mình coi nha. Rồi, bye bye tất cả các bạn nha. Đẹp quá.